Chào tất cả các bạn, các em học sinh lớp 9 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái đề chữ học kỳ 2 lớp 9 môn toán năm học 2022-2023, trường trung học cơ sở Nguyễn Huyền, quận 12, tổ chuyên môn toán. Thời gian làm bài 80 phút. DB bài số 1: giải các phương trình sau. Câu A là giải 5x bình trừ 45x là bằng 0. Vậy đó, cái bài đây thì mình giải là câu A này nó sẽ tương đương 5x bình 45. X bình thì còn 45 chia 5. Bằng 9. X bình bằng 9. X là bằng cộng trừ căn 9. X bằng cộng trừ 3. Vậy x bằng cộng trừ 3 ta sang câu B. B này sẽ tương đương không? Nhân là 3x bình. Và đây là 12x. Chuyển cái này qua luôn là trừ x bình. Trừ 13x. Trừ 1 bằng 0. 3x bình trừ x bình là 2x bình. 12x trừ 13x là trừ x. Trừ 1 bằng 0. Ta tách cái 2x bình này thành x bình trừ x rồi cộng x bình trừ 1 bằng 0. Ta đặt chung x ra ngoài, x trừ 1. Đây ta dùng hằng đơn thức x trừ 1 nhân x cộng 1 bằng 0. Ta đặt x trừ 1 còn là x cộng cho x cộng 1 bằng 0. X trừ 1 nhân x cộng nhân cho 2x cộng 1 bằng 0. Tương đương với x trừ 1 bằng 0. 2x cộng 1 bằng 0. Nếu x bằng 1 bằng trừ 1 phần 2. Bài nghiệm của phương trình là trừ 1 phần 2 là 1. Tôi qua câu tiếp theo, câu C. C sẽ tương đương với nhân vào đây sẽ là 12 trừ 4x trừ 4y trừ 5x cộng 9y bằng 2. 7 trừ 2y bằng 3y thì sẽ trừ 3y trừ 3y luôn, trừ 3y chuyển qua thành cộng 3y luôn bằng 3. Mười hai trừ năm còn lại bảy,
9 trừ 5, 9 trừ 4 bằng 5. X cộng 5y bằng 2. Đây còn là 4x cộng y 3. Đây ta nhân cho 5. 7x cộng 5y bằng 2. 5 x 4 là 20x. 5y bằng 15. Ta lấy dưới ta trừ ở trên. Là 13x. Là 13. Là 4x cộng y bằng 3. Mười ba chia 13 bằng 1. Với lại 4 nhân cho 1. Cái sẽ tương đương x bằng 1 và y bằng âm 1. Vậy hệ phương trình có nghiệm là 1, 3. Rồi ta đi qua bài số 2. Cho hàm số y bằng x mũ 2 chia 2. Có đồ thị là P, hàm số y bằng 2x trừ 2, có đồ thị là D. Câu A vẽ đồ thị B và D của hai hàm số trên cùng hệ trục tọa độ OXY. Câu B là tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán. Như vậy trước khi vẽ đồ thị chúng ta phải có bảng giá trị. Đây là x. X mũ 2 thôi ha. Ta chọn số 0 thì đây là 0. Ta chọn số 2 thì đây là 2. Ta chọn số 4 thì đây là 8. Trừ 2, 2. Trừ 4, 8. Rồi tới đường thẳng D. Y bằng 2x trừ 2. X bằng 0, y bằng trừ 2. Y bằng 0, x bằng 1. Rồi. Vẽ đồ thị. Bằng 0 y bằng 0 đây. Bốn, hai, bốn, sáu, tám.
không trừ hai, không trừ hai nằm đây. Không trừ hai và đi xa, cho đi xa này. Chỗ này nha. Lục bốn đi. 4 thì nó là 6. 6 qua đây. Trừ 3 thì nó là mấy? Trừ 3 thì nó trừ 8. Nó giao nha chỗ đây chứ. Đây là đường thẳng đi. Đây là B. B tìm tọa độ giao điểm của P và D bằng phép tính. Mình đi qua con B. Phương trình hoành độ giao điểm của B và D là x mũ 2 trên 2 bằng 2x trừ 2. X mũ 2 sẽ bằng 4x trừ 4. Quy đồng bó máu anh cho nó gọn. Trừ 4x cộng 4 bằng 0. Tương đương với x trừ 2. Dùng hàm đáng thức. X trừ 2 bằng 0 là tương đương với x bằng 2. Y sẽ bằng x mũ 2 chia 2. Vậy tọa độ giao điểm của B và D là giao điểm của B và D là 22. Như vậy tao xong, tao sang bài số 3. Bài số 3. Hiện tại bạn Bình và ba của bạn ấy có tổng số tuổi là 61. Tìm tuổi của Bình và của ba Bình hiện tại. Biết rằng 3 năm sau, tuổi của ba Bình gấp 3 lần tuổi của Bình
bớt đi một. Nhưng mà mình sẽ có bài giải như sau. Loại X là tuổi của mình hiện tại. Y là tuổi của ba mình hiện tại. X lớn hơn không, Y lớn hơn không. Theo đề toán ta có hệ phương trình sau. Hệ phương trình là gì đây? Tổng số tuổi của mốt, như vậy ta có x cộng y bằng 61. 3 năm sau là tuổi của Bình là 3 lần 5 sau là x cộng 3 bớt đi 1 là bằng tuổi của 3. Đó là 3 năm sau. Đúng không? Rồi mình sẽ tương đương. X cộng y bằng 61. 3x cộng 9. Y cộng 3. X cộng y 3x trừ y, đây là 6, 9 trừ 1 còn 8, 8 lần là chuyển qua. Ba trừ tám bằng trừ năm. Đấy, ta lấy 1 cộng 2. 4x sẽ bằng 56. Và x cộng y chia bằng 56 chia 4. X bằng 14. Như vậy mình sẽ có là x bằng 14. Y bằng 61 trừ 14. Là bằng 47 thôi. Vậy tuổi của Bình hiện tại là mười bốn tuổi và ba mình là 47 tuổi. Tôi qua bài tiếp theo. Bài số 4. Trong một tháng, khoản lợi nhuận y đồng của một cửa hàng
Thu được khi bán ít hộp sữa loại 900g, được cho bởi phương trình Y bằng AX cộng B. Biết rằng trong tháng 10, cửa hàng bán được là 95 hộp sữa, thu lợi nhuận là 4 triệu 870 nghìn đồng. Tháng 11, bán được 180 hộp sữa, thu lợi nhuận là 9 triệu 120 nghìn đồng. Tính hệ số A và B. Thì bây giờ là trong tháng 10, bị giải nè. Trong tháng 10 á, X là hộp sữa, thì trong tháng 10 bán 95 hộp nên ta có X cho bằng 95. Y là bằng 4 triệu 870. Vậy ta sẽ kể gì? 95A cộng B sẽ bằng 4 triệu 870. Trong tháng 11, X là bằng 180, Y là bằng 9 triệu 120 nghìn. Thì mình sẽ là 180A 9 triệu 120 nghìn. Ta đi giải hệ phương trình. Chín mươi lăm A cộng B 4 triệu 870 nghìn. 180A cộng B 9 triệu 120 nghìn. Đến đây mình giải được mà mình đoán mốt 51 đó nha, là 95 1 4 8 7 0. Này, 180 1 9 1 2 0. Mình tương đương được A của mình cho nó năm mươi nghìn, B của mình sẽ bằng 120 nghìn. Nhưng mà là lại A bằng 50 nghìn, B bằng 120 nghìn. Câu B, hỏi trong tháng 12 nếu bán được 200 hộp sữa thì lợi nhuận là bao nhiêu? Bao nhiêu đồng? Thì câu B, mình suy ra Y sẽ bằng 50.000 X cộng 120.000. Với X là 100 bằng 200, Y sẽ bằng
5.000 nhân cho 200 cộng 120.000. Năm ngày nhân cho 200 cộng 120 nha bằng 1.120.000. Hai mươi ngàn đồng. Như vậy lợi nhuận là một triệu 120.000 đồng. Ta qua bài 4, xong bài 4 rồi, ta qua bài số 5. Số 5 nó là hết chưa? Bài số 5. Từ điểm A ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến. Vẽ hai tiếp tuyến là ABAC. Bài 8O đây. Vậy H là giao điểm của OA và BC. Bây giờ chứng minh tứ giác OBAC. Nối tiếp. Câu A nè. Là có ABO bằng 90 độ, ACO bằng 90 độ, ABO cộng ACO bằng 90 độ. Tứ giác OBAC có hai góc đối
Tứ giác OBAC có tổng hai góc đối bằng 180 độ, nên nội tiếp đường tròn. Đây là 180 độ rồi. Tứ giác AC có tổng đó rồi. Rồi. AB bằng AC, OB bằng OC. Đi ra AO là đường trung trực của BC, nên chỉ ra OA vuông góc BC. Rồi câu B. Vuông A rồi. Câu B kẻ đường kính BK. AK các O tại A, chứng minh AB bình phương bằng AA nhân AK. Kẻ đường kính BK. Dạ, AK cắt O tại A. Đây đây, chứng minh AB bình phương bằng AE nhân AK. Nhờ câu B nè, xét tam giác ACE và tam giác AKC có A1 là góc chung, góc C1 bằng góc K1, vì cùng chắn, cùng CE. Mình suy ra được tam giác ACE đồng dạng với tam giác AKC. Đây mình sẽ suy ra là AC AC chia AE bằng AK chia AC. Mình suy ra AC bình bằng AE nhân AK
mà AB bình AB thì bằng AC. Đây. AB bình sẽ bằng AE. Nhân cho AK. Đây là điều phải chứng minh. Rồi bây giờ mình qua câu C. Chứng minh CE vuông góc HE và OKH bằng OAE. Câu C này. Thép tam giác ABO vuông tại B. Đường cao PH. Ta có AB bình sẽ bằng AH nhân HO. Mà đây, mà AB bình được AE nhân AK này. Vậy ta suy ra được là AH nhân HO bằng AE nhân AK. Đúng đây, đó. Vậy mình sẽ ra AH chia AE bằng AK chia cho HO. A2 là góc chung. Mình sẽ ra AEH AE đồng dạng của tam giác là AKO. AH nhân HO. AH nhân AO em. AO đó. AH nhân AO.
Vậy rồi tam giác AHE, tổng dạng của tam giác A cao ta suy ra được đây. Suy ra được góc là AHE bằng tam giác là AKO. AHE cộng EHO bằng 180 độ. Hai góc kề bù. Chỉ ra AKO cộng EHO là 180 độ. Chỉ ra EHOK nối tiếp. OAK OKH để mình sẽ tính như nào đây em. AHE cộng EHO 180 độ hai góc là bù. Như ra nó thuộc nội tiếp không? Cứ ghi ra đây đi. Ghi ra là EHKO nội tiếp. Rồi rồi để đó nha, để đó mình có nè. K2 bằng E2 là vì số 1 số 2 là gì thấy K2 này bằng H1 ra là H2. Mà C2 thì bằng K2 vì cùng trắng cung EB. Đó, vì cùng trắng cung EB. K2 thì bằng H1. C2 bằng K2. Mà H1 cộng H2 H1 này cộng H2 là bằng 90 độ. Nên K2 cộng H2 là bằng 90 độ.
Theta là C2 cộng H2 là bằng 90 độ đó. Thì mình suy ra được là CH CEH bằng 90 độ. Rồi mình suy ra CE nó vuông góc với HE thì phải chứng minh rồi. Bây giờ mình chép câu tiếp tục, câu tiếp mình làm chỗ này, mình xóa chỗ này đi. Bây giờ mình cứ xét tam giác này, tam giác là AOK và tam giác là COH, AOK với COH, AOK KOH có. Câu đó là KOA là góc chung OB mình bằng OH nhân cho OA nó bằng OK bình đó, vì OB bằng OK. Vậy đây mình sẽ suy ra là OH chia cho OK, OK chia cho OA. Như vậy chia ra tam giác KOH tam giác là AOK. Để suy ra tam giác góc là OKH bằng KOH bằng AOK. OH trên OK bằng OK trên OA, tức là tam giác OKH và tam giác là OAK. Thay OKH bằng OAE đều phải chứng minh. Các em xin nó chín trong đấy. Đây là cái đề giải giữa học kỳ 2 của quận 12 nữa. Thế là hết rồi. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp clip sau nha. Bye bye.